em à, tiến kính chào toàn thể quý vị các bác của anh em nhé. hôm nay thì à, em à, tiến dậy rất là sớm, à, dậy rất sớm à, trong ngày à, ngày nay ngày, ngày, ngày chủ, chủ nhật nhá, chúc các bác anh chị chúng ta cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ và và thưa quý vị các bác của anh em, à, đôi loa này là một đôi loa rất nhiều bác khách rất nhiều bác khách đang mong đợi, thì à, mấy hôm trước em về một đôi và bán rất nhanh À, sau đó thì các bác gọi điện lại hỏi về đôi loa này rất nhiều em nói là em tiến đang về hàng và vẫn cứ lác đác đang về vẫn cứ đang về đang trên đường về dòng đôi loa, đôi loa uh, Builder CS 616 này hàng vẫn đang về và mấy ngày nữa mới về thôi thế thì uh, hôm nay nhá là em về được một đôi đẹp tuyệt kỹ luôn các bác nhé đẹp tuyệt kỹ nếu mà nói về điểm của đôi này thì em đánh giá nó đẹp hơn đôi trước một chút và cái giá của nó thì cũng cao hơn đôi trước một tí ti các bạn nhá cao hơn đôi trước một tí tí đi, không đáng cả anh em nhá rồi à, thì à, mời quý vị các bác, anh em chúng ta hãy đến với cái vân thùng màu vân gỗ của nó đẹp lóng lánh luôn cho anh em nhá đẹp xuất sắc lóng lánh luôn à, đẹp đứt tay các góc cạnh đứt tay các góc cạnh các bác nhá sờ như dao cắt vậy tức là góc cạnh của nó nó sắc bén đến mức độ vậy quý vị nhá thưa quý vị các bác của anh em đôi loa Bueller CS 616 có cái công suất là 100 w trở kháng 6,3 ohm hàng sản xuất tại Marin Japan Nhật Bản hai bên tem mát đầy đủ chữ A còn cả cặp các bác nhá bây giờ bên vế L các bác nhá Đấy, tem mát hai bên chữ A đầy đủ các bác nhá rất hiếm những đôi mà còn những cái tem này ở bằng sau zin nguyên bản không có mông mã tắt tát ba anh em nhé rồi và đến quay đến tuyến loa đời server của ba tuyến loa này các bác thấy à đẹp chưa đẹp mỹ mãn của đời luôn đây anh em nhé đẹp cực kỳ đẹp luôn đấy nha đôi loa này thì sở hữu trong lòng mình một cái loa bát có đường kính là 30 chất liệu màng giấy gân xếp vải tẩm dầu các bác nhá chất liệu màng giấy gân xếp vải tẩm dầu rồi loa này một cái đặc trưng của nó nó là cái nón loa có lỗ hở các bác nhá nón loa có lỗ hở để thông hơi cho côn các bác nhá để thông hơi cho côn à, và đây tiếp theo là có lỗ thông hơi trong thùng và tiếp theo là một loa chung hay còn gọi là loa lời gọi là bọc bạc một loa chung một loa chung giấy nhá và một loa tép giấy hỗ trợ hai vi tinh chỉnh để tăng chỉnh giải mít và giải tép tức là giải lời và giải tép các bác nhá một đôi loa đẹp tuyệt kỹ cực kỳ đẹp e càng lành nặng anh em nhá tem mắc đầy đủ zin nguyên bản từ đầu đuôi một đôi đoạt tuyệt vời anh em nhìn này cái đầu clip thì em đã để đầy đủ cho quý vị các bác anh chúng ta thăm ngắm rồi về đôi loa đang à, à, nói đến đoạn loa này thì các bác hãy chờ em tí em đang quên dây loa à, đang quên dây loa đấy nha đầu tiên đấy, trong số dây này thì em sẽ có một số dây rất là cao tiền đây đầu tiên là một dây rắc 3.5 đến từ Nhật Bản các bác nhá. Dây rắc 3.5 đến từ Nhật Bản. Dây này xem nào, ước tính à ước tính, ước tính ước dây này dài tầm khoảng cơ gần 2 m. Dài gần 2 m. Đấy, các bác nhá, dài gần 2 m. Dây này em bán 250 000 một sợi này, các bác nhá, 250 000 một sợi này. Một cái dây cực kỳ quan trọng cho những nhà những người chơi audio À, các bác thấy là dùng những cái dây ở chợ đấy ở ngoài người ta bán thì đầy nó có mấy uh, chục nghìn thôi năm bảy chục nghìn rồi một trăm nghìn một cái sợi dây như thế này rắc ba trăm năm cắm từ tivi đi vào âm đi nhưng các bác thấy là cái rắc ở ngoài chợ thì cắm lúc được lúc không và rất hay bị mất một vế loa ở cái rắc đầu cắm tivi này rất hay bị mất một vế loa nhưng mà cái dây nhật này thì các bác các anh em chúng ta cắm nó ăn lắm các bác nha cắm nó ăn lắm nó không bao giờ bị cái trường hợp là xoẹt thay mất một vế loa bao giờ riêng cái dây này không à, một cái dây này rắc 3.5 em bán 250.000 ừ. nhá tiếp theo 100.000 một sợi 100.000 một sợi dây này ba có 3 có ba sợi dây này 100.000 một sợi này anh em này tại sao này giờ nó lại 300.000 à, nó là là, là cái dây dây, dây, dây dây tùy theo dây dài nhé tùy theo dây dài và dây ngắn anh em nhé này dây này thì ước tính nó phải rơi vào một mét, à, rơi vào một rơi vào một mét nha. Các đầu rắc mạ vàng, các bác nha. Các đầu rắc mạ vàng và đầu rắc rất to. Thứ hai nữa, điểm của nó dây rất to. Các bác nhìn này, dây rất to. Cho nên em tiến ra mua cao tiền, thì em bán cho các bác các anh chúng ta ra cũng phải cao tiền. Các bác nha. Một trăm nghìn một sợi, một sợi đây này. 100.000 anh em nhé anh em có nhu cầu muốn chơi hàng à, cao tiền này alo em và tiếp theo lại là 200.000 một sợi dây này 200.000 một sợi dây này dây này thì em ước tính nó rơi vào tầm khoảng cơ độ 1 2 3 mét khẳng định với quý vị 3 mét trở lên luôn chứ không có 3 mét trở xuống các bác nhá khẳng định với quý vị là các bác các anh em chúng ta là 3 mét trở lên chứ không có 3 m trở xuống đấy anh em nhá dây rất to cực kỳ to dây rất to cực kỳ to này anh em này dây nhật xịn nha đấy, dây này là dây GVC cái dây rắc 300 5 vừa rồi đầu tiên đấy 200 000 à, 250 200 rưỡi cũng nào là JVC nhá đây các cái đầu rắc của nó rắc mạ vàng và rắc này là rắc 3 giác ba thì ngày xưa bên Nhật là người ta cắm cho video tức là các bác nhìn hình dung là như này có cái hiệu là đỏ là tiếng trắng là tiếng tức là âm dương còn riêng cái đường vàng này nó là đường để dẫn tín hiệu từ đầu đĩa hay là các cái thiết bị thu phát của bên Nhật là video đường hình đường 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 hình ý, đường truyền hình đấy nha À, ngày xưa cách đây như bác nào chơi vài mười mấy năm trước thì các bác cũng đã dùng những cái đầu đĩa hình các bác cũng đã biết rồi đúng không? Đấy. đã biết về cái dây này cái dây kiểu dây như thế này rồi. Thế anh em mua cái cọng dây này về, anh em để nguyên không có không có xé ra, vì các bác nhìn này nó bo hết rồi, nó bo hết rồi, à, nó bo nó khóa hết rồi. Thế nên anh em mua và cái dây này dài từ 3 mét trở lên. Thế anh em cắm hai dây, ví dụ như anh em không cùng không dùng dây thứ ba thì anh em cắm ba dây, ví dụ như là đó trắng, anh em lấy tín hiệu nhạc ra. Con rắc vàng dư đài ngoài như thế này. Đấy anh em nhá. 200 000 một sợi này. Anh em nhá, 200 000 một sợi này. Và tiếp nữa này, có một cái dây này nữa này. Vừa rồi thì trong mấy ngày vừa qua nhá, thì các bác có các anh em chúng ta cũng đã các bác các anh em cũng cũng đã ủng hộ cho em tiến được một số dây nhá mấy tức là đơn đơn dây một ngày đi rất là nhiều còn cái dây này này nó phải dài tầm độ em khẳng định với quý vị các bác anh em chúng ta từ 8 mét trở lên chứ không có trở xuống riêng cái bộ dây này là nó dài từ 8 mét trở lên chứ không có trở xuống anh em nhá thì anh em thấy nè cái dây này cái dây này ở đầu ở đầu tiên nhá là nó có ba 3 cái dây nhật nó rất là khủng hoảng không biết là bên bên họ họ chơi kiểu gì cái dây đầu tiên này là ba rắc nhưng các bác hãy để ý video ba rắc này nó lại chỉ đến đây thôi mà ba rắc này nó tầm độ xem là tầm độ gọi là hai mét thì chưa được hai mét chưa được hai mét em đoán chuẩn đấy chưa được hai mét thì đến cái số ba này đến cái số ba này chỗ chỗ này thì nó lại là cái còn nó nó lại là 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 cái uh, dây, uh, lối 2. À, dây lối 2 dây nối hai tức là cái dây ba này nó có một đoạn từ đây không biết là bên nhật họ cắm cái gì thì em không rõ à, đúng không? từ thứ ba đến đoạn nào Đấy. đây cái dây của nó đáng là nó đến đây Đấy là một dây ba còn về đuôi thì chúng ta phải hình dung như này cái rắc cái rác vàng này chúng ta loại bỏ rắc vàng này chúng ta loại bỏ tức là dư không dùng đến loại bỏ cái dây này cái rắc vàng này còn là hai rắc đỏ và rắc trắng thì chúng ta thấy ở đầu cuối của nó đây đầu cuối của nó đây đầu cuối của nó cũng là rắc đỏ rắc trắng Đấy, các bác nha rắc đỏ rắc trắng Đấy. thì dây này em ước tính là nó dài <laughs> từ 8 mét trở lên nhé từ 8 mét trở lên có nhiều khi là anh em chúng ta cần những dây này mà anh em chúng ta mua không có đâu không có đâu các bác nhá bởi vì nhà các bác thông thường thì có những nhà để đầu một chỗ và để đầu hay là để, để tivi một chỗ nhưng mà noa thì lại để một chỗ ví dụ như nhà các bác nào mà có trầm kết nối với trầm thì chúng ta lại để không có chỗ để trầm thì chúng ta lại để sang hướng khác thì chúng ta lúc bây giờ chúng ta rất cần cái dây dài như thế này dây AV dài như thế này nhưng mà chúng ta đi mua thì không có rất nhiều bác khách hỏi em rồi thì cái dây này là em bán là đi 350 000 Các bác nhá, dây này 350 000 Đấy, bao cho anh em dài từ 8 m trở lên. Nếu trở xuống em chịu trách nhiệm. Các bác nhá. Từ 8 m trở lên. Đảm bảo quý vị là hơn 10 m thôi. Còn những cái dây này nó có dài, có ngắn. Có dài, có ngắn. Rắc AV Nhật xịn anh em nhá. Trông nó rất vững chắc, cầm cái dây nó sướng rồi à, những cái dây này nhá em vẫn cứ còn hàng vẫn đang về thì các bác này những dây này nhá là nó có cái loại từ 80 cho tới 1 mét hoặc là trên một mét một chút tầm đó và sau đó nó có cả cái dây ngắn như thế này nữa dây ngắn này dây ngắn này thì ước tính là nó rơi vào tầm độ uh, 50 phân 50 phân chuẩn luôn hai găng tay em hai còn cái dây ngắn này là 50 phân nhá. Một bộ dây này gồm có là bốn cái dây dài và một cái dây ngắn. Thì cái dây ngắn này anh em chúng ta thường thường nhà anh em chúng ta để hai thiết bị lên nhau sát ấy thì anh em chỉ cần dây này thôi. Hay ví dụ như là các bác để một cái âm và một cái đầu nó sát nhau thì anh em chỉ cần nối thế này thôi. Nối dây này nó không cần phải dây dài gì nó dư anh em nhá. Đấy thì là 40 000 một sợi. Các bác nhá, 40 000 một sợi, đơn hàng là 200 000 200.000 năm sợi. Đấy em vẫn ship như uh, mọi ngày bình thường 200.000 năm sợi dây này Ok anh em nhé Tiếp theo mời quý vị các bác anh em ta sang tới tuyến đôi uh, loa chiếc loa builder còn lại Anh em này Em nói câu rồi Đẹp thiếu xốp Các bác nhé Đẹp thiếu xốp luôn Đẹp đứt tay cho mọi ánh nhìn Anh em thấy không Đẹp đứt tay cho mọi ánh nhìn Anh em phải lưu ý câu em nói Nó quá đẹp Thật sự nói là không thể một cái ngòi bút nào tả hơn em nó và về em nó nữa. Nó quá đẹp rồi quá zin rồi quá đầy đủ rồi anh em nhá không có động chạm một cái gì đấy rồi thì à, đôi loa Bionder Modern CS616 đôi loa này em bán 12 triệu đồng các bác nhá 12 triệu đồng đấy, nó đẹp hơn đôi kia rất nhiều cho nên là em nhập cũng dáng cũng cao hơn các bác nhá tôi nó cao hơn đôi kia tầm độ ba bốn trăm năm trăm gì đấy À, em nhớ không nhầm cao hơn ba bốn trăm năm trăm gì đấy anh em nhé Rồi à, đấy anh em nhá rồi thì à, bây giờ sẽ là một cái à, đôi loa thì em đã giới thiệu xong cho quý vị các bác anh em chúng ta cũng đã quay tuyến loa rồi đây bát 30 đây móng mỏng và đẹp cực kỳ luôn đây trùng đây tép đây đẹp mắt mắt luôn anh em nhá đấy giá là 11 triệu 800 nha à quên 12 triệu đồng quên mất 12 triệu đồng nhá và cái giá lúc nãy em báo ấy, bạn tôi vừa lấy em báo <laughs> còn à, hôm nay em tiến về được một con em đi em em đi đà lông pma 940 v một chiếc âm đi huyền thoại các bác nha một chiếc âm đi huyền thoại uh, trong hãng đà lông không có con nào được mệnh danh nhưng riêng có con 940 v này nó được mệnh danh bởi vì nó có cái ba âm um, sáng sạch nảy rất hay và nó lại là một cái con omni chuyên để ghép vào những dòng loa khó tính cứng đầu các bác nhá dòng loa khó tính cứng đầu một em omni nguồn nó vẫn còn chữ thế nhưng mà mờ mờ này gần như là phai hết rồi à. các bác nhá nhưng các bác để ý nha cái nguồn của nó này nó còn sáng các bác nhá cái nguồn của nó này nó còn sáng à, nó không bị hô nó không bị rôm gì đi đây là cái này là cái các cái cáu nha cái cáu nha đây ví dụ như anh em nhìn này đây này anh em nhìn cái móng tay của em nhá nó bẩn ừ. nhá nhìn này Nhìn này đấy anh em nhìn cái đầu móng tay không em uh, chùi đi đâu nó sạch nào này đấy anh em nhá đấy chùi phát nào nào nó sạch đấy anh em thấy không cái chỗ em kỳ không đấy đấy nhá đấy anh em mà uh, uh, em cũng không có thời gian vệ sinh đâu đấy những cái uh, bụi bẩn nó 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 bám vào còn nó là con năm đi là nó tuyệt đẹp luôn và bao zin tuyệt đối cho quý vị các bác của anh em và con âm đi uh, huyền thoại về con âm đây là cái lắp của nó này đây là cái lắp của nó em nó các bác nhé đây là cái lắp của nó Đấy, chưa lau chùi đâu còn uh, con âm đi đà lông pma về thông số của em này thì uh, em âm đi đà lông pma 940 v có cái công suất là 205W điện 100V hàng sản xuất tại Nhật đánh 4 sò sang ken 2 vít dòng sò huyền thoại các bác nha một dòng sò huyền thoại Trước mini này, chiếc âm đi này thì có thể chơi được một đôi loa bass 30 và một đôi loa bass 20 để cho anh em tăng nghe nhạc, karaoke gia đình của chúng ta rất là hợp lý và rất là hay. Ví dụ như anh em chơi vào đôi này, Builder 616 hoặc là Builder S180 ở kia. Thì anh em hoàn toàn có thể ghép thêm một đôi loa boost như 301 serie 2, 301 serie 3 cũng như 4.2 và AV để cho anh em chúng ta vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình rất là hay và rất là ngọt ngào các bác nhé rồi trước đi đà lông PVA 940 v này em uh, tiến bán cho quý vị các bác các anh em chúng ta với giá là 12 triệu 600 các bác nha 12 triệu 600 ngàn đồng một chiếc hôm đi đẹp xuất sắc luôn anh em nhìn này đẹp xuất sắc luôn Đấy. chữ nghĩa của nó còn nét nét nè nét luôn anh em nha Đấy, em chưa đau chùi đâu chưa đi tuyệt vời rồi bây giờ thì mời anh em chúng ta cùng nghe nhạc bộ sản phẩm em đã giới thiệu xong còn đó, đôi loa như ví dụ là các bác có nhu cầu muốn dùng uh, cao cấp hơn một chút thì uh, các bác có thể lựa chọn sang phương án là loa Bueller S180 các bác nha Đấy, bát 30 trùng đồn tép đồn hay lỗ thông hơi à, đôi loa đẹp thật kỹ đôi loa này đẹp thuốc xốp đôi này đẹp thuốc xốp thì đôi loa này có giá là 14 triệu 600 anh em nhé 14 triệu 600 Zin toàn tập và bao đẹp Nhức tay luôn là Đẹp đẹp nhức não luôn anh em nhé à, Mời anh em nghe nhạc Còn nay thì hết đầu giải mã rồi nhá Lấy nhạc từ tivi xuống